Lapusen là máy cắt tỉa hàng rào cầm tay số 1 của Đức. Và Shop Điện Máy Chúng Em là đơn vị phân phối sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam. Đây là loại máy cắt tỉa hàng rào công suất lớn, chuyên dùng để hỗ trợ cắt tỉa cành cây khô, hàng rào hay vườn cây cảnh cực kỳ hiệu quả. Với cấu tạo siêu chuẩn, khi được thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ chỉ 2,5kg, vô cùng thuận tiện cho người dùng, bất kể là nam hay nữ đều có thể sử dụng được. Bên cạnh đó, người tiêu dùng còn yêu thích máy cắt tỉa Lapusen bởi máy được làm từ chất liệu cao cấp, động cơ máy được cuốn 100% lõi đồng nguyên chất, cho hiệu suất làm việc vượt trội, tăng suất gấp 2.000 lần so với làm việc thủ công. Sản phẩm hỗ trợ bà con cắt tỉa cây, tỉa cành, cắt tỉa bờ rào, bờ bụi quanh nhà, tạo dáng cây cảnh, cây bonsai, cắt tỉa cành thừa một cách dễ dàng và nhanh gọn. Đặc biệt, chiều dài lam lên tới 54cm cùng tốc độ lưỡi cắt 15.000 vòng trên phút giúp bà con có thể cắt hàng rào với đường kính lớn. Với lưỡi cắt được làm từ thép hợp kim cao cấp cho ra những đường cắt ngọt lịm, cắt nhanh chóng mọi loại cây dù là cứng đầu đến mấy. Máy cắt tỉa hàng rào Lapusen sử dụng pin sạc không cần ổ cắm. Điều này sẽ giúp bà con tiết kiệm hàng triệu đồng chi phí tiền xăng mỗi tháng. Động cơ mạnh mẽ lên tới 2.000W giúp bà con cắt tỉa hàng rào, tạo dáng cây cảnh một cách dễ dàng theo ý muốn. Pin của sản phẩm có dung lượng lên tới 15.000mAh, giúp máy cắt tỉa hàng rào Lapusen có thể hoạt động trong nhiều giờ đồng hồ liên tục. Vỏ máy bên ngoài của sản phẩm được làm từ nhựa ABS cao cấp, chống chịu va đập cực kỳ tốt, chịu được lực, chịu được nhiệt, giúp cho anh chị bà con có thể làm việc trong môi trường với độ ẩm cao. Ngoài ra, máy được thiết kế công tắc kép khởi động an toàn như tay phải bóp cò khởi động, đồng thời tay trái nhấn chốt khóa là máy sẽ khởi động. Điều này cực kỳ an toàn khi nhà anh chị có trẻ nhỏ. Đặc biệt, sản phẩm bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá lên tới 45% và miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành 24 tháng, lỗi đổi mới trong vòng 30 ngày. Nhận hàng, anh chị được kiểm tra test thử sản phẩm ưng ý rồi mới thanh toán. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay tới số điện thoại để tặng ngay cho mình chiếc máy cắt tỉa hàng rào Lapusen, giúp cho không gian quang cảnh nhà bà con trở nên gọn gàng và đẹp đẽ hơn.